em nhấc ra chưa vậy? Chưa em. Chỉ là hư camera khu vực hành lang thôi. Có cẩn trọng thì cũng không được. Yêu anh là phải chấp nhận cuộc sống nguy hiểm. Em đã từng nói với anh là em chấp nhận hết. Đây có thể là một cái bẫy. Vậy bây giờ mình tính sao em? Thì phải chuyển số hàng còn lại gấp về Việt Nam cho ba. Anh Nhất đã biến mất rồi. Đúng, anh Nhất có tên trong danh sách đi Thái Lan. Nó đi rồi, thì nó hút hết tiền của mình rồi. 20 triệu đô. Thằng Nhất phản bội mình sao? Tôi không tin anh Nhất phản bội đâu. Cậu có nhận ra ai đây không? Cô ấy đã bị giết bên Campuchia. Ai giết? Trên tay của anh Nhất còn cầm một xấp giấy nữa. Đừng để những người vô tội phải chết oan nữa. Không, không thể nào. Đi sang tất cả các phòng khác tìm kiếm lần nữa. Bà không thể tin thằng Nhất đã làm như vậy. Bà chỉ là con bội của nó thôi. Anh có tin là thằng Nhất phản bội mình không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đưa ông tay áo chính là ba. Bà coi lại nó đi.